Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Cả nhà ơi, một mình lang thang ở trong rừng này, nhà thật rẻ, từ sáng giờ chưa về đây, bây giờ đang bỏ đi về được hai túi, một túi đầy, một túi kia, nhưng mà trông cũng đầy. Thì bỏ đi về, tranh thủ làm cái video trả lời một bạn hỏi mình, và bạn nhất thiết là bạn muốn mình phải trả lời. Thì bạn có nói là cách đây 5-6 năm rồi, bạn rất muốn làm YouTube, nhưng mà đến bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Mà tại sao, động cơ gì mà mình làm YouTube? Thì mình trả lời bạn rằng, bạn ơi, nếu như bạn đam mê thì làm thôi, còn nghĩ đến làm mà để mà kiếm tiền kiếm sống ấy thì bạn đừng mơ. Bởi vì làm YouTube này nó cũng có cái duyên, một là cái duyên, hai nữa là mình phải biết cách làm. Còn mình không biết cách làm các bạn ạ, mình công nghệ kém, cho nên là mình cứ làm video mình post lên thôi. Có những người ta làm cùng với mình ấy, người ta đã hơn 100.000 người đăng ký và người ta đã nhận nút bạc rồi các bạn ạ. Nói ra thì mình xấu hổ, nhưng mà mình thì bây giờ mới được có chưa được 7.000 người đăng ký, kém lắm, và view cũng không có đâu bạn ơi. Bạn xem kênh của mình đấy, view cũng không có. Nếu như bạn muốn làm để kiếm tiền ấy thì phải là view cao. Ví dụ như là nếu mà bạn một tháng bạn có thể muốn nhận được 300-400 Oigo thì mỗi một video của bạn cũng phải là hơn 1.000 view thì mới được khoảng 300-400 Oigo. Còn đây mình làm mới chẳng qua là mình làm đam mê, mình thích, và cái quan trọng nữa là mình có những cái kỷ niệm gì, có những cái gì mình muốn đưa lên để mà làm kỷ niệm. Và một cái quan trọng nữa là mình làm như thế này, quen biết được rất nhiều bạn bè trên thế giới, trong nước, ngoài nước, tất cả bạn bè khắp năm châu các bạn. Cái đấy là một cái điều quan trọng nhất. Tất nhiên là nhìn mặt gặp nhau thì không thấy, cách nhau hàng quả địa cầu hoặc là nửa quả địa cầu, nhưng vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày rất là dễ thương. Có rất nhiều các bạn, các em, các cháu yêu quý cái kênh của mình vào ủng hộ và chia sẻ. Mặc dù mình làm cũng không hay, nhưng mà cũng có người hâm mộ chứ, đúng không cả nhà? Vẫn có chứ. Ôi, thì vẫn có các bạn hâm mộ, các cháu hâm mộ, rất là yêu quý và quý mến. Thì mình cứ làm thôi, mình làm mình đưa lên. Và đấy, gió nhưng mà mọi lần ấy là nó quả nó già, nó rụng, là nó mà rụng vào người đau lắm nhá các bạn nhé. Bởi vì cái quả của nó đây này, nó có cái gai kinh khủng khiếp ấy, không cẩn thận ấy nó còn đâm cả vào tay đấy. Cái gai của nó kinh như này cơ mà, nên là nó mà đâm nó rơi vào đúng người ấy, đau lắm, gai nó gãy ra người ấy, là phải nhẻ ấy. Nhưng mà gai con nhỏ tí, nhỏ hơn cả sợi tóc ấy, kinh lắm. Nhưng mà bây giờ là nó rụng hết rồi, bây giờ nó rụng hết xuống đất rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ có đi nhặt thôi, chứ mới để ở đây thì nó cũng ít người nhặt, có người nhặt nhưng mà ít. Cho nên là nhưng cái chỗ mà nó tập thể ở đường ấy thì nhiều người nhặt ấy, là người ta đập từ lúc quả nó còn non ấy, người ta đã đập rồi, người ta đập, người ta rung, người ta lấy rồi. Nên ở đây thì nó ít người nhặt hơn. Đấy, lại lạc đề rồi. Thì mình trả lời bạn tiếp là cũng như mình với bạn, nếu như mình không làm YouTube thì làm sao bạn biết mình?
Còn nếu mà làm vì tiền ấy thì bạn đừng có nghĩ đến làm để vì tiền, để có tiền. Bởi vì mình không nói dối. Mình có những cái video mình nói đấy. Mình nói là mình làm được bao nhiêu tiền đấy, bạn xem. Bạn thử xem như nào. Bây giờ nhé, mình nói 1.000 view. 1.000 view. Mà người Việt Nam xem thì mới được có 1 đô la đấy các bạn. Thế mà kênh của mình bạn xem nhé, mỗi một cái video được, thậm chí không được 100 view thì được bao nhiêu? Nên là không ăn thua, làm cho vui thôi. Mấy lần là mình định làm mình bỏ cuộc cái đấy, mình chán lắm, mình bỏ cuộc. Nhưng mà bỏ cuộc thì buồn lắm. Nhớ các bạn, nhớ các bạn, nhớ các em, nhớ các cháu. Và hơn nữa cũng có rất nhiều người nói là đừng bỏ, cứ làm đi cho vui. Như thì mình lại vẫn tiếp tục làm. Còn nếu mà nói đến làm để mà có tiền thì không có đâu các bạn ơi. Có nhưng mà rất ít. Nhiều người có khi người ta ngại, người ta không không nói, như mình nói thật là mình ấy làm vừa rồi là đúng 7 tháng mới được lĩnh 70 euro, 70 euro mà tính ra tiền Việt Nam thì chắc là hơn 1 triệu rồi đấy các bạn đấy. Mà 7 tháng, 7 tháng nếu mà nói đến đăng ký mạng internet để mà làm YouTube ấy thì có mở lỗ vốn. Đây chẳng qua là mình thích thôi. Chứ nhiều người thì bây giờ nó mạng internet thì kể cả người ta không làm YouTube người ta cũng vẫn có. Không có bây giờ là không có ai là không có mạng internet cả. Kém lắm bạn ạ. Cho nên là cái không có cái động cơ nào hết, mà mình chỉ là cái động cơ là mình đam mê thôi bạn nhé. Mình đam mê rồi thì đến lúc làm thì gặp gỡ được rất nhiều các bạn, các cháu ở trên toàn thế giới rất là dễ thương, thì đó cũng là một cái động lực để mình lại tiếp diễn. Nhiều các cháu các em dễ thương lắm vào ủng hộ và có những cái comment rất là vui. Có những cái comment rất là dễ thương và cũng không tránh khỏi được là có những người vào chửi bới là làm thế nọ, làm thế trai, làm dở om, rồi thì vì tiền rồi nói cái nọ cái kia, đại khái thế. Vào chê trách thì mình cũng không nói, bởi vì làm YouTube thì xác định như là làm dâu trăm họ ấy. Thì mình chỉ nói là mình kém cỏi, mình không biết làm, xin lỗi bạn. Nếu mà bạn biết làm thì bạn làm đi để cho mình học, chứ còn không lên như thế. Nghiệp đấy, thế mình nói thế. Trời ơi, dạo này ấy, mình còn mải đi nhặt thật rẻ, mình không có cả thời gian làm YouTube nữa cả nhà. Không có thời gian. Sáng thì đến trưa là đi nhặt thật rẻ. Xong rồi đến chiều thì về thì đi đón cháu về tắm rửa cho cháu thì cho cháu ăn. Thế là hết ngày. Các cháu nó ở nhà nó ầm ĩ lắm, không thể làm được YouTube. Làm YouTube thì phải là
tĩnh mịch. Nên chính vì thế nên bây giờ mình đang về nhà thật rẻ, mình về tranh thủ làm một cái video trả lời bạn. Bạn vào kênh của mình, bạn hỏi và bạn nói là rất là mong được cái sự trả lời. Thì có cái gì đâu mà mình không trả lời bạn được, đơn giản thôi mà. Đấy, bây giờ là cái cây này là nó rụng hết rồi cả nhà. Ôi dồi ôi, lại nói đến các bạn ơi, ham mê đi nhà thật rẻ quá mà đến nỗi mà con chết kèn nó cắn, chết kèn nó cắn khắp người ấy mà rất là nguy hiểm nhá. Mình cũng không nghĩ ra đi mua cái thuốc về xịt hoặc là đi tiêm phòng, đi tiêm chống cái con chết kèn nó cắn ấy. Cái trời hôm nay rất là đẹp này, ấm áp. Nhưng mà trời đẹp trời ấm thì lại chết kèn nhiều, mùa đông lạnh thì không có chết kèn. Ok nhá, rất là mong các bạn ủng hộ. Bye bye các bạn, bye bye.